liên quan đến việc một số đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc mua bán hàng online bằng các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, theo đó đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện phối hợp thông tin tuyên truyền đến người dân chỉ đặt hàng qua các kênh hotline, Zalo, Facebook của các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa qua shipper công nghệ, không mua bán hàng thông qua các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố quản lý chặt chẽ, yêu cầu đội ngũ nhân viên giao nhận hàng tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định phòng chống dịch COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý thông tin về các trường hợp lừa đảo vi phạm pháp luật đã nêu trên.